Thưa quý vị, thưa các bạn, chủ trương tái tạo văn hóa là bước đột phá đầy sáng tạo đã được lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN đưa ra và triển khai quyết liệt ngay sau cuộc đại khủng hoảng chưa từng có, khi giá dầu lao dốc không phanh, dòng tiền nguy cơ mất cân đối và hàng loạt vấn đề nội tại phải xử lý. Quá trình tái tạo văn hóa của PVN chính là sự tìm lại và phục dựng những giá trị truyền thống tốt đẹp, sàng lọc và loại bỏ những yếu tố tiêu cực, bồi đắp và phát triển những giá trị văn hóa trong giai đoạn mới. Những năm qua, PVN và các đơn vị thành viên đã đưa ra phương châm hành động, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả. Đây cũng là một trong những nét văn hóa chung của cả tập đoàn và được đảng ủy, lãnh đạo tập đoàn yêu cầu thực hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể. Trong đó, người lao động đơn vị phải làm gương, đặc biệt là phải trau dồi văn hóa để có thể khơi gợi hứng khởi của người lao động trong xây dựng văn hóa từ ứng xử đến công việc. Những thành tựu từ quá trình tái tạo văn hóa đã góp phần quan trọng đưa PVN vượt qua khủng hoảng về niềm tin, thị trường, dịch bệnh, giữ vững đà tăng trưởng liên tục từ năm 2019 đến nay. Chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, chứ thật ra cũng không phải là thuận lợi. Tuy nhiên là về PVGas, toàn bộ đội ngũ cán bộ công nhân viên dưới sự chỉ đạo, định hướng của tập đoàn cũng như cái văn hóa của người lao động PVGas đoàn kết và phát huy cái trí tuệ tập thể, thì thật ra chúng tôi đến ngày hôm nay thì PVGas cũng tự tin đã hoàn thành vượt mức mọi cái chỉ tiêu của tập đoàn giao cho. Đã có 22 trên 32 đơn vị áp dụng chỉ số đo lường và đánh giá chất lượng điều hành và quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh KPIS để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ cho tập thể, cá nhân. Trong đó, cơ quan tập đoàn thực hiện nghiêm túc việc đánh giá KPI gắn với nhiệm vụ trọng tâm trong công tác năm 2023 và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại 100% các bộ phận, đơn vị. Tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC, thời gian qua còn ban hành nghị quyết chuyên đề của cấp ủy, ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua, thực hiện phương châm hành động. Đến thời điểm hiện tại thì đấy, năm 2022 thì chúng tôi một nửa doanh thu là từ các dự án nước ngoài. Và với quan điểm toàn cầu thì cũng phải có một cái văn hóa toàn cầu. Và cái văn hóa này thì có thể nói gọn lại thành một cái câu slogan thôi, đấy là PTC chọn giải pháp vẹn niềm tin. Nếu mà PTC có được cái niềm tin của khách hàng, niềm tin của người lao động và niềm tin của chính phủ, niềm tin của tập đoàn thì chắc chắn là sẽ thành công. Một trong những cái điểm nhấn trong cái văn hóa của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như là tổng ty PTC và xuống dưới đơn vị PTC, đó là cái sự dám đột phá trong những cái lĩnh vực mới, và lúc nào cũng là đơn vị mà tiên phong trong tất cả mọi lĩnh vực, mọi khâu, mọi lĩnh vực. Đây cũng là công trình điện gió duy nhất của Việt Nam, đầu tiên ở Việt Nam đã sắp chuẩn bị xuất khẩu ra nước ngoài. PVN đã và đang nỗ lực thực hiện đổi mới văn hóa doanh nghiệp để tạo đà phát triển bằng quyết tâm gắn mục tiêu sản xuất kinh doanh với mục tiêu chung trong phát triển kinh tế của đất nước. Minh chứng là hàng loạt dự án chậm tiến độ lần lượt được tháo gỡ khó khăn. Theo Brand Finance, tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới của nước Anh, năm 2023, giá trị thương hiệu PVN đạt gần 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp gần 3 lần so với năm 2019. Tập đoàn cũng là doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa kinh doanh ngay đợt đầu tiên theo tiêu chí mà Thủ tướng Chính phủ quy định. Đối với PVN và đối với tập đoàn vũ khí nói chung thì chúng tôi có một cái văn hóa là đoàn kết, cái thứ hai là phải đam mê, làm dự án là phải đam mê. Ở đây thì chúng tôi quan điểm là tất cả việc công việc vào mọi việc đều được anh em bàn luận rất là kỹ lưỡng, thậm chí là chúng tôi có thể là trao đổi rất là kịch liệt để làm sao ra được các cái giải pháp. Các phong trào thi đua tiêu biểu như lao động giỏi, lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến, tối ưu sản xuất, không gian sáng tạo 5S, 7H, ngày hội 5S, góc làm việc xanh, sạch đẹp, không gian xanh trên các công trình biển tiếp tục được nhân rộng. Đặc biệt thì trong cái văn hóa doanh nghiệp của công ty chế biến khí ống tàu thì cái văn hóa về an toàn nó là chủ đạo. Và với cái 4 cái tiêu chí là cam kết, tuân thủ, trung thực và học tập thì cái văn hóa đó nó đã lan tỏa hết đến từng người lao động. Và chính cái văn hóa an toàn đó nó đã giúp cho cái việc quản lý vận hành kho cảng vi văn tàu đã an toàn tuyệt đối trong vòng 22 năm vừa qua và không có bất kỳ tai nạn sự cố gì trên công trình. Có thể thấy rằng từ yêu cầu lượng hóa công tác văn hóa doanh nghiệp cùng hàng loạt chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc PVN đến xây dựng, triển khai đề án tái tạo văn hóa, đến nay sự chuyển biến về văn hóa trong chính những người dầu khí được thể hiện bằng thói quen tốt. Người lao động trong tập đoàn và các đơn vị thành viên đã thấu hiểu và tự giác thực hiện những yêu cầu về xây dựng văn hóa để ngày càng hoàn thiện mình hơn, góp phần vào thành công chung của PVN trong việc tái tạo và phát triển lên tầm cao mới để xứng đáng với vị thế trong giai đoạn mới.